Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là những bản tin Hoa Kỳ. Ông Biden gia tăng sức mạnh khi ông Bloomberg bỏ cuộc. Ngày bầu cử Super Tuesday vừa qua cho thấy ông Joseph Biden Jr. đang thắng thế trong cuộc đua trở thành ứng cử viên được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống vào ngày 3 tháng 11 sắp đến. Kết quả cho thấy cựu phó tổng thống Joe Biden bất ngờ giành được 9 trong số 14 tiểu bang, đó là Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Virginia và Texas. Trong khi đó, ông Sanders thắng tại Utah, Vermont, Colorado và California. Điều quan trọng đối với ông Biden đó là những chiến thắng trong ngày siêu thứ ba, cho thấy ông đang được ủng hộ rất mạnh bởi khối cử tri người Mỹ gốc Phi. Hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ là ông Sanders và ông Biden đều là chính trị gia kỳ cựu suốt mấy thập niên qua. Tuy nhiên, quan điểm của họ về tương lai của Hoa Kỳ lại khác xa vì ông Sanders nghiêng mạnh về cánh tả. Họ sẽ có thể sẽ tiếp tục đối đầu nhau tại từng tiểu bang sắp tổ chức bầu cử sơ bộ cho đến ngày đại hội đảng trong tháng 7. Sau ngày Super Tuesday, cựu thị trưởng New York tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử và cho biết ông sẽ ủng hộ ông Biden trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.